Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cuộc chiến cung đình và nền kinh tế tụt dốc. Cuộc chiến cung đình vẫn còn đang gay cấn với việc các bên đang giằng co quyết liệt vị trí Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày 29 tháng 5, thông tin ẩn ý từ nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà cho hay phe Hưng Yên đang phản công mạnh mẽ và bất ngờ với việc dùng tổ chức cấp cơ sở để gây sức ép lên tổ chức đầu não của đảng, một việc chưa từng có tiền lệ. Theo đó, một đệ tử ruột của Tô Đại Tướng sẽ giành ghế Bộ trưởng Công an. Nếu thông tin này là thật thì rõ ràng phe Hưng Yên, võ biền của Tô Chủ tịch đang thắng thế. Và một khi giới công an thành công cướp chính quyền thì điều gì sẽ xảy ra với nền kinh tế đang eo uột hiện nay? Giáo sư Zachary Abuja từ Hoa Kỳ từng nêu thắc mắc khi Tô Đại Tướng lên Chủ tịch rằng một công an chuyên nghiệp sẽ định hình, hoạch định các chính sách và nhân sự của đảng như thế nào? Tấm biển Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang bị rò rỉ trên mạng. Này, với việc cả dàn công an thâu tóm hết quyền bính, thì người bàng quan nhất cũng phải e ngại rằng tương lai gần của Việt Nam sẽ càng tăm tối hơn. Giới quan sát chính trị cho rằng, khác với truyền thống đóng cửa bảo nhau của đảng, cuộc chiến kỳ này, đảng hay chính xác hơn là các phe trong đảng, bằng cách tuồn tin nội bộ ra bên ngoài, đã tô hô phơi bày hết những thứ xấu xa nhất cho bàn dân thiên hạ thấy và bàn tán. Điều này xảy ra có lẽ cũng do phe công an vốn có thói quen bất chấp, tao là luật, luật là tao, đang nắm quyền chủ động. Cuộc chiến này kéo dài suốt 3 năm qua, từ sau đại dịch Covid-19 với danh nghĩa chống tham nhũng, đã khiến nền kinh tế mỗi ngày một tồi tệ hơn. Thông tin mới nhất do BBC loan tải ngày 29 tháng 5 cho hay, lạm phát tại Việt Nam đã tăng đến mức cao nhất trong 16 tháng qua, ở mức 4,44% vào tháng 5 năm 2024, bất chấp những nỗ lực kiềm chế lạm phát của chính phủ. Trong đó, theo BBC, việc tăng giá điện là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát tăng cao. Đồng thời, nguy cơ khủng hoảng điện vẫn treo lơ lửng, đe dọa nền kinh tế. Tác giả Toru Takahashi của Nhật Bản ngày 25 tháng 5 đã chỉ ra những vấn đề trầm trọng của ngành điện Việt Nam trong một bài phân tích đăng trên trang Nikkei Asia. Thói bốc phét của Thủ tướng chính làm hại ngành điện và nền kinh tế. Tác giả cho hay, tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021 ở Scotland, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cao hứng hứa hẹn Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Tác giả cho rằng chính lời hứa hẹn sáo rỗng này là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự thiếu hụt điện của Việt Nam vào mùa hè năm 2023. Bởi cam kết này đã khiến cho Bộ Công Thương và Chính phủ phải ráo riết sửa đổi quy hoạch phát triển điện đến 6 lần, dẫn đến khoảng trống phát triển ngành điện trong gần 3 năm rưỡi, trong khi nhu cầu điện năng tiếp tục tăng hơn 10% mỗi năm. Theo tác giả Toru Takahashi, lý do khả dĩ khiến cho ông Chính hứa hẹn bốc đồng như vậy là do mong muốn thể hiện khả năng lãnh đạo của mình khi ông mới nhậm chức vài tháng. Mặt khác, ông Toru Takahashi cũng chỉ ra công cuộc đốt lò đang diễn ra mạnh mẽ là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho ngành điện lực của Việt Nam. Hàng loạt quan chức cấp cao của Bộ Công Thương và EVN đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong khoảng thời gian cuối năm 2023 và đầu năm 2024 để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quan chức cao nhất bị bắt là Thứ trưởng Bộ Công an Hoàng Quốc Vượng. Hình ảnh doanh nghiệp khó khăn, nợ lương người lao động. Tác giả Toru Takahashi cũng cho hay, việc thiếu điện đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài ngán ngẩm và chùn tay. Các đợt cướp điện đột ngột vào mùa hè năm 2023 đã khiến các đại bàng FDI như Samsung, Canon và Peony tổn thất hàng triệu đô la. Các chuyên gia cảnh báo nếu tình trạng mất điện kéo dài, Việt Nam sẽ đánh mất những đại bàng như vậy. Khó khăn không chỉ dừng ở đó mà còn thể hiện ở việc số lượng các doanh nghiệp rời khỏi thị trường tại Việt Nam liên tục gia tăng. Thông tin mới nhất trên VOV ngày 29 tháng 5 dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê cho hay, trong 5 tháng đầu năm 2024, bình quân một tháng có đến 19.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mà như lời của đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Thông phát biểu tại nghị trường ngày 29 tháng 5 rằng một đất nước có cường thịnh hay không thì nhìn vào sự lớn mạnh của các doanh nghiệp. Nền kinh tế tụt dốc không phanh với quá nhiều nguy cơ tiềm ẩn do sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của đảng, cũng như do việc các quan đảng chỉ lo đấu đá, tranh giành quyền lực bất kể quốc kế dân sinh. Như sợi dây đàn bị kéo căng quá thì sẽ đứt. Khi đảng cầm quyền bỏ mặc dân chúng lầm than để tranh ăn,
thì cùng tất biến, đó là quy luật ngàn đời mà các thế hệ người Việt đã đúc kết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Cuộc chiến cung đình và nền kinh tế tụt dốc. Nhà báo Trương Huy Sang, tức Huy Đức, đã đăng bài phê bình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất nặng. Bài viết nói trên được đăng trên Facebook cá nhân của nhà báo vào ngày 28 tháng 5 với tựa đề Những suy nghĩ không rời rạc. Thời báo chấm d giới thiệu 3 phần đầu của bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau. Phần 1. Tinh thần pháp quyền đã chết. Sáng qua, một vị tướng lão thành từng giữ một vị trí đầy quyền lực trong ngành công an, điện thoại nói chuyện rất lâu sau khi đọc bài viết của tôi. Ông cho rằng, nếu như tinh thần xây dựng một nhà nước pháp quyền từng thắng thế trong thập niên 2000, thì nay tinh thần đó đã bị bóp chết. Hình ảnh status trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Trương Huy Sang. Trước Hiến pháp 1992, nhà nước của chúng ta là nhà nước chuyên chính vô sản. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền. Cho dù không tuyên bố, thì sau Hiến pháp 1992, từ hình luật, dân luật cho đến các luật chuyên ngành khác đều được Việt Nam xây dựng dựa trên tinh thần hướng tới nhà nước pháp quyền. Đặc biệt, Quốc hội đã phải sửa hàng trăm điều luật cho tương thích dần với các quốc gia mà ta làm ăn với họ, BTA với Mỹ, WTO, TTP. Những nỗ lực này kết thúc từ năm 2006 và những gì chúng ta đang chứng kiến cho thấy hồn ma pháp luật là ý chí của giai cấp cầm quyền đang dần hiện về. Phần 2. Đức trị hay pháp trị? Ngày 14 tháng 4 năm 2016, tôi viết Hiến pháp 1992 tuy còn dùng dằng giữa hai con đường đã vẽ cho Việt Nam một nền Cộng hòa trên giấy. Ngay cả những tổng bí thư bị coi là bảo thủ nhất như Đỗ Mười hay Lê Khả Phiêu sau Hiến pháp 1992 cũng đã phải chuyển dần từ một chế độ đảng trực trị sang một chế độ đảng cầm quyền thông qua nhà nước. Hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Việc tái lập các ban đảng thời ông Nguyễn Phú Trọng là một bước lùi về chính trị. Sinh thời, Nguyễn Bá Thanh là một người rất được công chúng tung hô. Nhưng nếu những người am hiểu nhà nước pháp quyền biết cách ông trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh ngồi sau cánh gà các phiên tòa, lãnh đạo án như thế nào, chắc chắn họ sẽ vô cùng thất vọng. Chống tham nhũng bằng ban nội chính và các ban đảng thay vì gỡ bỏ vòng kim cô nội chính cho các cơ quan tư pháp để họ tiến hành tố tụng theo các nguyên tắc dân chủ, pháp quyền, thì không chống thì chạy sẽ có 3X tân thời thay cho 3X cũ. Những người biết chuyện cung đình đánh giá cao sự giữ gìn của ông Nguyễn Phú Trọng và vợ con ông, ít nhất là cho đến nay. Nhưng quản trị quốc gia, trong đó có chống tham nhũng, thì phải bằng thể chế, chứ không thể trông chờ vào tấm gương đạo đức của một vài cá nhân hay việc bắt bớ loại bỏ một vài con sâu chúa. Hình ảnh một phiên với rất nhiều quan tham của đảng bị xét xử, với mức án rất nặng nhưng vẫn không đủ răn đe, quan tham vẫn tiếp tục bị lộ sau đó. Tuy cảm phục mức độ liêm chính về mặt vật chất của ông Nguyễn Phú Trọng, dân chúng vẫn chưa thấy các dấu hiệu chứng tỏ sẽ có đổi mới hay trong nhiệm kỳ cuối của ông. Nếu chờ đến ngày nghỉ hưu, ông không đưa ra được một lộ trình chính trị để đất nước dân chủ hơn, sự sa sẻ của ông sẽ là vô nghĩa. Phần 3. Đường xa, nghĩ nổi sau này. Trong bài công lý Post ngày 28 tháng 5 năm 2015, tôi đã viết, đừng sợ mất vai trò của đảng. Một đảng tốt là một đảng đảm bảo có một hệ thống tư pháp có thể cung cấp công lý, chứ không phải là một đảng muốn thì thọc tay vào các vụ án. Các cương lĩnh cũng không nên cố công bảo vệ đặc quyền cho công an, quan nhất thời. Hãy nhìn gương của tướng Quắc, tướng Trần Văn Thanh. Rất có thể có ngày quý vị lại trở thành nạn nhân của hệ thống tư pháp mà quý vị đang thiết kế. Tất nhiên cũng có nhiều trường hợp khác, ý kiến của thường dân như chúng ta thường rơi vào hư không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm d.